rồi. Trái tim ta vẫn nhớ đến chàng. Nếu được, ta nguyện vứt bỏ tất cả để cùng chàng đi tới chân trời gốc bể. Nhưng sao nàng phải khổ thế? 10 năm nay, ta lúc nào cũng thương nhớ, bèn múa kiếm sao núi. Đêm nay, hãy để ta múa lần cuối cùng. Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở Thất Mạch Hội Võ không? Ta biết chàng cố ý thua ta. Từ đó, ta luôn nhớ đến chàng. Sau đó, chúng ta cùng đi Tử Linh Uyên. Chàng không màng mạng sống để cứu ta. Ta cũng chỉ Lưu Ba Sơn, Thông Thiên Phong, mọi chuyện cứ tiếp nối nhau. Ta nhìn theo chàng, nhưng đến hôm ấy, khi Bách Giao cô nương đỡ cho chàng một nhát kiếm, ta biết chàng không thể quay đầu. Hôm nay nói với chàng những điều này để chàng hiểu được tâm ý của ta, cũng là muốn xóa tan sự mơ mộng ảo tưởng suốt 10 năm nay của ta. Trung tâm 3D ra mắt trong tháng 6.